Hả? Ờ, ông ở đây từ khi nào vậy? Nè nè, ông bị điếc hả? Có nghe tôi hỏi không? Nãy giờ ông đứng đây nghe được cái gì? Cậu đừng có lo, chuyện của gia đình cậu á, tôi không có muốn can thiệp vào. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với cậu một điều thôi. Người đang làm, trời đang nhìn. Cậu liệu mà sống cho tốt. Alo. Dạo này bạn mình khá giả quá ta. Tính mở khách sạn kinh doanh nữa hả? Hey, nói thật chứ mấy chuyện góp vốn này tôi không có hứng thú gì hết á. Trưởng bộ phận nhân sự khách sạn Hạnh Phúc là cái gì chứ? Mục tiêu của thằng Khôi này còn cao hơn nhiều. Hả? Cứ vậy nha, tôi cúp máy à. Bây giờ ha, tôi tiếp tục là thành viên vui vẻ đi hưởng thụ với gia đình. Hả? Cái gì vậy trời? Là hết pin nữa. Tại thằng Thiện với con Yến suốt ngày cứ dí mắt vào điện thoại, làm ông Quỳnh giữ hết điện thoại của mọi người luôn. Mai mà mình còn cái điện thoại của Bắp đi dự phòng. Mệt với gia đình này quá. Hả? À, ông ở đây từ khi nào vậy? Nè nè, ông bị điếc hả? Có nghe tôi hỏi không? Nãy giờ ông đứng đây nghe được cái gì? Cậu đừng có lo, chuyện của gia đình cậu á, tôi không có muốn can thiệp vào. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với cậu một điều thôi. Người đang làm, trời đang nhìn. Cậu liệu mà sống cho tốt. Gì? Trời nhìn gì? Người làm gì chứ? Nè, đừng có mở miệng giáo huấn tôi nha. À quên nữa, đưa điện thoại cho tôi. Điện thoại của mọi người thì tôi đang để trên phòng hết rồi. Hễ ông chủ về thì tôi sẽ gửi lại. Nè, đợi chút đi. Cất tiền đi, đưa điện thoại cho tôi. Cậu giữ đi, nếu mà cậu muốn lấy á thì tự lên đó mà lấy. Tiền mà cũng chê. Khùng. Cho chị ly nước đi. Cái gì vậy? Chị, em làm sao vậy? Làm chị hết hồn à? Cái mặt chị sao vậy? Hả? Gì? Trời ơi ghê quá. Gì? Sao là sao? Mặt chị bị cái gì vậy? Chị vô lấy gương soi đi. Ghê quá. Mà chị bị cái gì? Vô đi. Chết rồi. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy nè? Sao tự nhiên chị bị như vậy hả? Em làm hả? Em đâu có khùng đâu mà làm như vậy. Trời ơi, cái mặt thấy ghê. Chùi đi. Kỳ vậy ta? Ai mà bày ra cái trò này? Mà mọi người về chưa? Chưa. Trời ơi, sao giờ này còn chưa về? Em gọi điện cho tụi nó coi coi. Tất cả điện thoại đều giao cho ông quản lý theo yêu cầu của anh rể rồi. Chị quên mất. Là tại vì anh Quỳnh á muốn mọi người tham gia nhiệt tình cho nên mới làm như vậy. Ủa, mà sao em không gặp ông quản lý để đòi lại đi? Có chứ sao không, em đã hỏi rồi. Lúc về đây em đã có hỏi ổng để lấy điện thoại. Em còn đưa tiền cho ổng mà. Nhưng mà ổng nhất quyết không đưa. Ổng nói là ổng không làm trái ý anh rể. Thì ra là vậy hả? Mà cũng đúng thôi. Ổng chỉ giữ giùm thôi. Có đưa lại điện thoại thì anh rể cũng có biết đâu. Huống hồ còn được tiền nữa. Ổng khùng. Chị, lau cái mặt đi, ghê quá. Ai mà chơi ác vậy nè trời.